Đây là cây dừa Mã Lai mà ông anh ổng giao giống á. Clip nãy mình có đoạn trước mình có đưa cái giống á, thì anh đưa qua cho ông chú này, ông trồng cả mấy kinh nè. Cây này cũng chăm sóc kỹ anh em, trông theo kỹ thuật của anh Thảo ha. Đây là anh cắt râu hết này. Cắt râu hết này. Nó có 2 năm á anh. Hơn 2 năm, khoảng Hơn 2 năm. 25, 26 tháng. Nè, đây lên tính ra từ gốc lên đi đo khoảng 20, có 40 à, 40 là bắt đầu để trái rồi nha. Ở trong tốt lắm mà. Đấy, phía trong vẫn còn trồng nhưng mà đây là cái đường kinh thôi nha, đường kinh mà tại vì mới có như vậy thì cũng đạt đó nha. Này trồng mấy mét anh Thảo? Trồng dày à, tại vì gặp cái kinh có hàng trồng dày à. Chắc khoảng 5 mét. Ừ, 5 mét. Vậy thì quá đạt rồi. Không bằng ở trong. Không thua ở trong nhưng mà ý là nó mới có khoảng cái này là đã cắm trồng nó bự rồi bị người ta nhổ lên rồi phải vậy lại lụm trồng lại nó. Vậy. Đây là anh cắt luôn cái râu nha nè, mấy trái anh cắt cái râu bỏ luôn nha, để tập trung nuôi dinh dưỡng cho cái trái, nó không ảnh hưởng gì ha. Còn cái buồng này thì anh cắt luôn cả cái râu này nè, cắt sạch sẽ chùi lũi luôn nè. Cắt bẹ luôn nè, cái bẹ mẹ mua năng ra cắt bẹ nha. Kỹ thuật riêng của anh Thảo thì lúc nào anh cũng làm, nhìn thế này là biết có hướng dẫn của anh Thảo, cái chủ vườn nãy là cách riêng của anh nha. Chứ còn một số anh em họ, mình thấy là họ để nguyên si luôn, nhìn cái dừa nó không có được thà sáng. Mình cắt vậy mình đỡ phải xịt thuốc sâu. Ừ, không có sâu mà. Không cắt sâu nữa. Là già già là chùm cái bao vậy anh? Người ta hái nên mới chùm. À. Đó cắt. Tại này mình tận dụng cái đường kinh mình trồng vậy chứ trong vườn của mình thì đâu cần phải là phải chùm chứ cực. Trồng ở đây cũng đâu có ấy, là trồng cũng 5 mét tại vì có một hàng á. Em cắt bỏ trái con gì quá trời ta. Đang nhiều quá. Ôi, nhiều quá, anh cắt trái con bỏ bớt luôn nha nè. Đó, nói chung là cái thời gian mà chăm sóc cây dừa nó cực. À bên trong ha, bên trong cái này phải không? Đi rồi không có nha. Bên trong đây chắc sung. Cái này trái nói chung ở trồng ké ở trước như vậy là quá ngon rồi. Thì ví dụ thêm mấy đứa nhỏ nhỏ thứ bảy nhật đi ngang thấy không ai liễn liền gì sạch hoài nó mới cho con chùm lại đó. Còn nó muốn mà anh thấy lại kéo bao coi được hết cũng đều. Ừ, nói chung cây đợt chồng thì cái ông kia ổng nó nổ dục tâm cho nó kì. Nè đây là cái buồng này trái coi trái con đeo gì nè, biết bao nhiêu trái quá rồi trái luôn. Phải cắt bỏ bớt, phải bỏ bớt để nó cậy cây này nó để nhiều quá đâu con. Ồ, cái này cái tính ra cái trăm cái trái trái nhỏ luôn anh Thảo. Ừ, nhưng mà mấy ngoài thì nó không cực mình cắt. Ừ, cắt. Trái nào một trái một bông thôi là một trái phải không? Quá là trái. Đây là do cái trồng có một hàng trồng có mấy kinh đó, nên mình chỉ để có 5 mét thôi, còn ví dụ trong clip anh em trồng thì anh em phải để tầm 6 mét ăn lên nó mới thoải mái. Để mà thưa quá cũng không được mà dày quá cũng không xong. Nó thấy thấy là tàu đụng tàu ha. Cái này là thu cá cả từ Tết giờ. Từ Tết giờ bắt đầu là hái ha. Ừ. Anh nói trong trái ngon lắm không? Nhiều hơn không? Ừ, trong đó là mình tại em anh không đi nên không có vô quay được. Để có dịp mình lên quay lên lại những cái cây đó thì kỹ thuật làm sao mình. Rồi cho anh em, trên đó nó cao chắc cũng khoảng gần mét ạ. Có. Từ gốc lên á. Tại cây những cặp rào này. Ừ. Chứ trong là ngang nửa mét là có lụm ha. Này có 20 cm nha em đo nãy con có gan. Lắm, gan, là gan tay của em à, gan hạt hơn. Gan hạt hai gan của em là có trái rồi đó. Không, ngoài đó nó mấy nó có bông mấy bông đầu 5-6 bông đầu mình chặt bỏ mình cắt đầy đất nữa ha. À. Để dưỡng cây chứ không là trái nằm dưới đất á. Vậy là về mấy cây nào có lũ mèo hay là dứt luôn bỏ hả? Ừ, mới nhớ luôn. 4-5 bông đi cả nửa tháng nó ra bông, 4-5 bông có 2 tháng mấy à. À. Mà mình tiếc mình để nó hư cây. Có hôm nay có thứ chặt bỏ hết luôn. Để gì không gì mà trái cũng quá được trái luôn. Hàng ngoài đây tính ra cũng cỡ 30 cây, 40 cây không ta? 22 cây. 22 cây. Nhanh lắm. Mày quay chứ ít tháng rồi đốn được mấy buồng này. Cái trồng bào ừ. Mấy bữa đốn được. Tận dụng em mà chứ nhà xong em mà cũng 70-80 mét mà em không dám trồng anh biết sao. Bị người ta nhổ với lại phần nữa người ta nhổ tôi thấy dừa mình người ta nhổ mình bán giống người ta nhổ rồi với lại phần nữa là mấy ông tí cỏ nữa. Mấy cây đùm tè này, cây này thì nhỏ hay chưa nè.
anh em coi thích nhớ bấm đăng ký cho mình ha, để mình chia sẻ nhiều clip về cây dừa nữa. Nó lùng tè gì có trái nè, bấm đăng ký, bấm like hoặc chia sẻ cho mình, đăng ký kênh mình ha, bấm vô cái chuông luôn ha. Rồi, cảm ơn anh em ha.